Kính thưa quý vị, sau hơn 1/2 thế kỷ xe duyên cùng quan họ 1969-2023, tôi đã nghiên cứu sưu tầm được hàng trăm bài dân ca quan họ và những cái hay, cái đẹp trong tục chơi của người quan họ Kinh Bắc, Bắc Ninh, đã đưa quan họ đến với công chúng khán giả hai miền Nam Bắc và nhiều nước trên thế giới, nhiều trường đại học ở Hà Nội, ở Sài Gòn bằng những bài thuyết trình về văn hóa quan họ. Từ hôm nay, tôi làm một cái chuyên mục từ những cái gì mà tôi biết được thì tôi sẵn lòng chia sẻ với các bạn để cho những hiểu biết của mình được lan tỏa, được tăng thêm sao cấp số nhân cho mọi người cùng hiểu giống như mình. Và khi hiểu rồi thì họ sẽ yêu quan họ. Khi yêu quan họ rồi, họ sẽ chung tay quảng bá và giữ gìn. Ngày xưa quan họ trao tôi, giờ xin san sẻ mọi người gần xa, cũng coi như một chút quà tặng cho tặng mới là tri âm. Có một cái lần ấy, quan họ thi hội đầu xuân, thế thì có một vị giám khảo, vừa là giám khảo vừa là nhạc sĩ đó, thì mới phán, sau đó bị là dư luận phản ứng rất là nhiều. Đó là cái chuyện mà có một cái cặp mà nghệ nhân đến tham gia thi ấy, thì họ hát cái bài Thân Lương Ba Quản Lấm Đầu. Trong cái bài Thân Lương Ba Quản Lấm Đầu thì có cái câu là có yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Thế và vị nhạc sĩ nọ nói với người ta và nói rằng là hát như các chị thì về làng các chị mà hát. Người quan họ chúng tôi thanh địch, tại sao các chị lại hát là có yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Thế và cái đôi quan họ đấy rất là ngậm ngùi, bởi vì rõ ràng ở nhà các nghệ nhân trong làng, các cụ trong làng dạy hát như thế, mà bây giờ lên tỉnh đấy thì giám khảo lại mắng là thô lỗ, là thô thiển, hát như thế thì về làng mà hát, chứ quan họ thanh địch chứ không hát thế được. Thế và vì là thí sinh cho nên họ cũng chẳng dám cãi câu nào, cuối cùng thì họ lủi thủi ra về. Rất tiếc là trong cuộc thi đó thì có cả lãnh đạo địa phương cũng cùng đi là cổ động cùng ngồi nghe, cho nên sau đó về họ rất là buồn, rất là chán và họ có ý là bỏ không chơi quan họ. Cho nên một lời phán mà không chuẩn, không đúng thì rất có thể sẽ làm cho mất cả phong trào. Dù người ta có hát sai thì cũng không được là nói như vậy, và cần phải nói một cái nền nã nhẹ nhàng hơn, bởi vì họ đâu phải là những người ăn lương nhà nước để đi hát quan họ, mà họ chỉ là những người nông dân bình thường do quá yêu quá say, bỏ cả công việc đồng áng, bỏ cả bạc tiền để tham gia đi học hát quan họ, công phu là hàng bao nhiêu năm trời mới có thể đi thi được. Vậy mà khi lên được giám khảo tặng cho một cái lời nhận xét hết sức là cay độc. Cái ban đầu đó thì cái bài Thân Lương Ba Quản Lấm Đầu đó là cụ Nguyễn Đức Sôi dạy chúng tôi vào những năm 69, là cụ dạy là có yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Thế rồi sau này chẳng hiểu là cụ nghe ai xui, thế thì người ta lại bảo là cái đấy thì có khi nó không được đẹp lắm, thì cụ xem nghĩ cụ sửa đi. Thế là sau đó thì cụ sửa là có yêu nhau thì sớm kết duyên đi. Mặc dù cụ sửa cái sớm kết duyên đi đó, thế nhưng mà là chúng tôi là vẫn ghi trong vở là có yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Và khi trước mặt cụ thì chúng tôi hát là sớm kết duyên đi, chứ còn trong lòng chúng tôi thì chúng tôi vẫn nghĩ là cổ truyền đó là lấy quách nhau đi. Tôi cũng không biết tại sao, nhưng hồi đó mình chưa đủ trình độ để lý giải, cho nên tôi cứ giữ cả hai cái phương án đó. Và cái từ sớm kết duyên đi đó là chính xác, đó là cụ Sôi sau khi nghe dư luận và là cụ đã chỉnh sửa là sớm quyết duyên đi, chứ còn lời cổ thì trước đó cụ dạy là lấy quách nhau đi. Sau này khi tôi đã có đủ cái nhận thức, đủ hiểu biết, tự phân tích được thì tôi mới thấy rằng là cụ Sôi làm như thế là không đúng, chỉ vì dư luận và mình không có cái chính kiến của mình.
Rõ ràng ở đây đó là quan họ làng Lũng Giang hát là có yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Thậm chí tiếng địa phương người ta còn nói hơi khác thì một tí, hơi khai méo một tí, là có yêu nhau thì lấy quách. Quách chứ không phải là quách. Thế thì ở đây đó là cái từ quách nó không xấu, nó cũng chẳng đẹp, nó không thô, cũng chẳng thanh. Nó đơn giản chỉ là quyết tâm, tức là phải làm sao nó dứt điểm, dứt khoát. Ca dao với cái câu là có yêu thì nói rằng yêu, không yêu thì nói một điều cho xong. Làm chi dở đục dở trong lò lò nước hến cho lòng tương tư. Những cái anh chàng mà nói nước đôi như là chị Hàng Chính ở Ra Hai Lòng là những cái dạng đó là con gái người ta rất là ghét. Yêu thì nói là yêu, không yêu thì nói là không yêu. Cứ lập là đứng núi nọ trong núi kia bắt cá hai tay, kiểu đó là không được. Ngoài ra ngày xưa đó, khi mà người ta lấy nhau đó, yêu nhau đó, những người con gái đẹp từng có rất nhiều những chàng trai mon men đến để tán tỉnh để chim chuột. Cho nên là khi thấy có một người nào đó yêu định lấy đó, là người ta tìm cách người ta phá, người ta nói chọc ngang chọc ngược, người ta làm đó là để cho là đôi ấy phải ly tán, phải chia tay. Cho nên các cụ mới có câu là hỏi vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. Trong cái bài mà Thất Lương Ba Quản Lâm Đầu đó, người ta nói có yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Và sau đó họ cũng có nói thêm là đi ngày thì sợ bác mẹ thầy, còn đi đêm thì sợ kẻ gian tà, nói vào thì ít, nói ra thì nhiều. Người ta ủng hộ thì ít, người ta khá thì nhiều. Cho nên thôi, trước cái tình cảnh như thế đó, thì có yêu nhau thì lấy quách nhau đi, tức là dứt điểm đi, quyết tâm đi. Khéo mai là mai tiên bất đi, toán để làm chi, tính toán nữa mi ơ, làm gì họ yêu nhau thì lấy quách nhau đi. Cái từ quách ấy, tôi nói lại là nó không thanh mà nó không thô, nó không hay mà nó cũng chẳng dở. Đơn giản chỉ đây là quyết tâm, chỉ là dứt điểm, chỉ là càng nhanh càng tốt, để tránh những cái tiếng mà dị nghị lời ra tiếng vào, tránh những cái dạng mà buôn dê lê bán dê chuột, thế rồi thì nó đâm bị thóc chọc bị gạo, nó làm cho đôi đó phải chia lìa. Cho nên chữ quách là như vậy. Cũng giống như là chữ bọn quan họ, cũng giống như là nhà chứa quan họ đấy. Cái nhà chứa nó cũng không có tội tình, chữ bọn nó không có tội tình vào. Nhưng mà ngày xưa khi tôi đi nói về hai cái từ này đấy, hai cái cụm từ này đấy, thì có nhiều người phản đối. Thậm chí có nghệ nhân còn gặp riêng tôi rằng quan họ của chúng tôi không nói như thế. Sao ông nói trên vô tuyến động để nói là bọn quan họ nam, bọn quan họ nữ. Sau tôi phải giải thích cho các cụ. Hồi đó là tôi làm một chương trình VTV3 trong cái chương trình Hành Trình Văn Hóa, cho nên tôi phát ngôn ở trên đó về các cụ phê phán. Sau tôi phải nói với các cụ rằng dạ thưa cụ, cái câu nói này không phải là câu nói của bây giờ, mà câu nói từ ngày xưa. Cho nên bây giờ chúng ta có mang cái con mắt hiện đại, mang cái tai hiện đại ra chúng ta nghe, rồi sau chúng ta phán, chúng ta bắt bẻ là không đúng. Bởi vì cái này nó có từ ngày xưa rồi, cho nên phải đặt cái câu nói này trong cái hoàn cảnh cụ thể ngày xưa. Cũng như ngày xưa người ta nói là ăn dầu chứ người ta không nói ăn trầu, người ta nói là ông giời kia chứ không nói là ông trời kia. Chính vì thế cho nên cái câu văn thì bao giờ cũng có hoàn cảnh ra đời. Trong cái nghiên cứu văn học người ta gọi là văn cảnh, tức là anh đã nói thì anh phải biết cái hoàn cảnh ra đời. Anh đừng cái mang cái con mắt của thế kỷ thứ 20
21 của cái thời kỳ 4.0 để phê phán những cái câu nói, những cái cách nghĩ của những người đã cách đây 400 năm về trước. Đó là một điều không công bằng. Cho nên á, cái từ bọn quan họ, cái từ nhà chứa quan họ, cái từ có yêu nhau thì lấy quách nhau đi, xin các vị hãy trả nó về đúng cái vị trí, cái thời điểm của nó ra, cái thời điểm của nó xuất phát, nó ra đời. Và như thế đó thì nó không bị oan. Chứ còn bây giờ là các vị là mang cái con mắt mà cái tầm nhìn nó chỉ 20-30cm trước mắt thôi, để các vị phán những cái việc từ rất xa xưa, đó là một điều vừa là thiển cận, vừa là không công bằng. Quanh nhau.